Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Lack TV. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau test game trên một em điện thoại chỉ có 900k thôi nha mọi người. Em này là G và mã của em này là G0215D. Tên hơi dài nha, cho nên từ giờ mình sẽ đặt đọc nó là G nha mọi người nha. Ok, thì em này chỉ có 900k thôi. Em này thì ra mắt cách đây 5-6 năm rồi, mãi từ năm 2017. Và trang bị cho mình con chip Snapdragon 820 nha anh em ơi. Màn hình 2K luôn, hơi bị xịn sò nha. Rồi, và các bạn thấy là đầu tiên là cái thiết kế, ôi, màn hình 6 inch nhá, 2K nhá, mà thiết kế của nó lại không quá dài, tức là 16:9 chuẩn này. Và kiểu như đúng thiết kế kiểu điện thoại ngày xưa, rất là to bản là như thế này. Nó không phải là càng ngày càng dài như những chiếc điện thoại bây giờ. Và nốt home này cũng như là camera các kiểu, rồi cạnh trên cạnh dưới như này này, viền màn hình mọi thứ, nó y chang như là cái thời đấy là Redmi Note 3, Redmi Note 4 hay là những chiếc Samsung Galaxy này. Mặt trước y chang luôn đúng không? Ở mặt sau các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái thiết kế cụm camera này. Wow, y chang những chiếc Xiaomi ngày xưa luôn, với cả là thiết kế đèn pin như thế này. Giải anten thì nhìn cứ tự tự như kiểu là iPhone 6, iPhone 7 anh em ạ. Và cái màu vàng đồng này, cái thời 2017 thì cái màu vàng đồng này là một cái màu cực kỳ hot trend luôn anh em ạ. Thời đấy là cái thời, đúng là cái thời mà màu vàng đồng bắt đầu sinh ra đó anh em. Và nó hot cực kỳ luôn. Nói chung là điện thoại nào cũng sẽ có cái màu thôi. Quên. Cái này anh em mới ấn tượng chứ. Mình quên. Đây, AnTuTu mọi người nhá. Điểm số AnTuTu của con chip Snapdragon 820 chúng ta bây giờ vẫn tận là 211.000 điểm anh em ạ. Ui, xịn chưa. Và đây, điểm số CPU GPU cực kỳ ấn tượng luôn, 53.000 điểm CPU. Và điểm GPU lại còn cao hơn nữa, 71.000 điểm GPU nha mọi người. Ấn tượng chưa. Và sơ qua về phần cấu hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT 6 inch, độ phân giải tận là 2K, chip Snapdragon 820 4 nhân thôi nha mọi người nha. Nói chung là thời đấy là 4 nhân thôi, bây giờ thì mới có 8 nhân các kiểu. Còn thời 2017, 2016 các kiểu thì 4 nhân là cũng xịn rồi đấy anh em ạ. Và xung nhịp của từng nhân là lên tới 2.15GHz luôn nha mọi người. GPU là Adreno 530, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, pin 4000mAh với công nghệ sạc nhanh 3.0 nha mọi người. Thời đấy sạc nhanh thì chưa có kiểu watt như bây giờ đâu, chỉ có ghi ra là công nghệ sạc nhanh 3.0 anh em nhá. Và các bạn thấy trên màn hình đây là một cái tên hệ điều hành khá là lạ đúng không? Và mình cũng là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên hệ điều hành này luôn đấy anh em ạ. Ngày xưa mình cũng mod, cũng cài ROM các thứ nhưng mà hình như đâu đấy là rất là ít nghe tới cái ROM này anh em ơi. Đó chính là Ninja OS 13 chạy trên nền Android 6.0.1 Smart Mallow anh em nhá. Và cái ROM này thì cũng đã được tùy biến rồi. Đây là ROM custom anh em ơi, đã có tiếng Việt đầy đủ, cũng như là ROM nó khá là thuần Google, nó cực kỳ mượt luôn. Rồi, và không lính tinh lên thuê nữa, chúng ta cùng nhau vào việc luôn nha. Và nếu như bạn nào chúng ta quan tâm sản phẩm này, có thể là tìm ngay link ở phần mô tả nha mọi người, đến từ thế giới đồ Nhật trên Shopee. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những option, như là máy loại A thì sẽ là đâu đấy một củ này, loại B thì là 900k, chính là cái phiên bản ở đây. Và mình thấy nó vẫn rất là đẹp. Đó, rất là đẹp anh em ạ, không hề có xước xác hay cấn móp gì cả. Và chúng ta sẽ có một hàng loại C, nó chỉ có 800k thôi nha mọi người. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau test những tựa game Liên Quân và PUBG anh em nha. Ok. Ok, và đây là tựa game Liên Quân Mobile nha anh em ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào cái phần cài đặt xem coi nào. Ở đây thì các bạn sẽ không thể nào lên được cái phần HD anh em nhá. Và thiết lập này, chúng ta sẽ lên được cao này, cũng như là sương mù. Mọi thứ mình đều bật tất cả những cái hiệu ứng lên nha anh em nhá. Và cái việc mà không bật lên được HD thì cũng đúng thôi. Ngày xưa cách đây 4-5 năm làm gì Liên Quân nó có đồ HD đâu. Ok mọi người, và em này cũng không được cập nhật khá là lâu rồi, cũng đang là Android 6 như các bạn thấy đó. Nhưng mà Android 6 vẫn cài tất cả mọi app nha, Liên Quân, Free Fire, PUBG, Genshin, các thứ, TikTok, cài full luôn nha anh em nhá. Ok, nói chung mình các app cơ bản mà cần phải test game hay là review cho anh em là mình chưa thấy cái app nào mà nó kiểu không hỗ trợ cài được cả anh em ạ. Vẫn ổn mọi người nhá. Ok, vào game luôn này. Ok, và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cầm vị tướng Pen đi rừng nha anh em ơi. Đây là một vị tướng cực kỳ cơ động luôn, để xem coi là em này thì bây giờ chiến được những con tướng cơ động cao như là Pen hay không. Và đây, các bạn thấy là một cái thiết kế mà cầm chơi game rất thoải mái luôn. Thay vì những chiếc điện thoại, ví dụ bây giờ mình xài iPhone 13 Pro Max này, các bạn thấy là trời ơi, mình sẽ không có cái kiểu là cái gì đó để mình nghỉ tay, mọi thứ màn hình tràn đúng không? Đó, sẽ không có gì để mình nghỉ tay cả. Thì nó cũng là trải nghiệm màn hình cũng tốt đấy, nhưng mà nếu như mà so với lại cái trải nghiệm màn hình mà chúng ta có một cái gì đó để nghỉ, ở đây mọi chúng ta vẫn có những cái nút nhá. Đó, thì các bạn thấy là ở đây chơi mà lâu lâu nghỉ tay thì nó vẫn là một cái gì đấy rất là ổn anh em ạ. Đó, lâu lâu kê tay đây không được nha, cái nút đó kê đây được này.
Ok mọi người. Rồi, và phần trăm pin chúng ta còn lại ở đây là 76% pin nha anh em ơi. Để xem là cái pin 4000 mAh trên MG này thì có ổn hay không, tối ưu có tốt hay không nhá mọi người nhá. Thôi nào, mình đi rừng mà, mình đã đi rừng nữa, cậu còn sai phép đi rừng nữa làm cái gì? Tính đứng đây trừng trị đúng không? Tôi nghi lắm. Ui, FS nó tụt 33 mọi người ạ, 35 này. Con bát như này thôi, chỉ là đánh như này thôi mà FS quay trở lại năm mấy rồi. Nói chung là cũng đấy, đầu game nó sao sao anh em ạ. Còn bây giờ lại mượt này, lại 40, 44 này. Nói chung là ổn áp anh em ơi. Ây da, lại cướp rừng à, chết rồi. Tầm này mà có cướp rừng là mày chạy hộ phát đi. Cái thằng này, từ từ bỏ đi anh em ơi, từ từ thôi. Vimat vẫn tốt mọi người nhá. Ao nhây, ao nhây. Ok anh em, một mạng đầu tiên cho mình. Em biết rất là mượt, combat cũng ổn này. Nói chung là em biết đâu đấy khoảng tầm là 55. Nhưng mà đến khi mà mình farm quái nó lại không ổn nhỉ. Nhưng mà nắp gần 820 tầm này thì khá là ổn rồi. Các bạn sẽ không kiếm được cái thiết bị nào có nắp gần như này mà ổn như này anh em ạ. Ai chà chà. Ai ao nhây. Ao nhây. Ui, đùa anh em ơi. Khi mà mình phi như thế thì FS có tụt. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là mọi thứ vẫn là mượt này, mình vẫn combo được. Vẫn ổn phết luôn. Nhưng mà có một điều là em này đang hơi nóng lên anh em ạ. Để mình test kỹ cho mọi người xem nó đang nóng lên bao nhiêu độ nhá. Chứ còn mới vô game mà nó nóng lên như này rồi thì hơi bất ngờ nhỉ. Trước đây mình cũng nghe thấy là con chip này nó cũng nhiệt năng cũng khá là nóng đó. Để xem nào. Hiện tại độ sáng của mình ở đây là full chưa ta? Full rồi anh em ơi. Nói chung là màn hình của em này độ sáng thì cũng không được cao mọi người nhá. Rồi để mình qua bên bùi xanh mình đo nhiệt độ cho anh em ấy. Chứ là mình thấy nóng thế. Thậm chí là mặt trước mình còn thấy nóng hơn cả mặt sau ấy. Mình đã cảm giác là mặt trước của em này còn nóng hơn cả mặt sau anh em. Các màn hình mình đang sờ tay vô là nó nóng này anh em này. Rồi, nói chung là suy đi nghĩ lại thì có 900k thôi. Mà cái trải nghiệm game của mình hiện tại là 900k đấy mọi người ạ. Là anh em đã thấy là chúng ta không thể nào mà so sánh khập khiễng được. 900k cho một trải nghiệm trên tay mình như thế này. Ai chà, được rồi, để mình đo cho mọi người cái mặt trước của em này nhá. Thì ui nó sao ăn xong rồi, để mình cái gồng đã. Ôi ơi, chết rồi anh em ơi. Đây, xuống bao nhiêu đây, em xuống bao nhiêu đây? Combat rất là đông này. Rồi, em xuống sâu nhất của mình thấy là 28 thôi anh em ạ. Là nick này của mình là rank cao nhá. Với cả là con tướng này cũng rất là cơ động. Thôi, tập trung là test cho mọi người về cái phần nhiệt độ này. Thì phần mặt trước mình thấy nó có cái sự nóng hơn cả phần mặt sau luôn. Cho nên mình sẽ test trước cho anh em nhá. Úi ôi, 51 độ anh em ạ. Thảo nào, tôi thấy mặt trước nóng thế. 51 độ mọi người nhá. Dần dần trở về đây thì nó mát hơn. Tầm đâu đấy 30 mấy. Ui trên này nóng cực sự luôn. Phía tay này cầm thì lại không sao. Đấy. Và đây, phần mặt sau của em này thì các bạn có thể thấy rằng là đây vẫn là khu vực trên này, chỉ có khu vực tí chỗ này là nóng cực kỳ thôi. Và nó chỉ đâu đấy tầm là 40 40 mấy độ thôi. Đấy, nó rất là ổn. Nhưng mà mình lại không hiểu sao là mặt trước chỗ này nó nóng lên một phát nó cực kỳ sâu như thế. Và khi mà đo vô thì đây đo lại một lần nữa cho mọi người, tại vì mình vẫn không tin là chỗ này có thể lên 50 mấy độ và thật sự là như thế anh em ạ. 51 độ 9. Sắp 52 độ rồi. Và thật sự cái tay mình khi mà sờ vào đây mình mua đồ á, thì mình khá là khó chịu bởi vì nó nóng cực kỳ. Mình cũng khá là khó hiểu bởi vì là em này thì tại sao lại nóng ở phần mặt trước nhiều hơn là nóng ở phần mặt sau. Nhá mọi người nhá, em này nóng phần mặt trước nhiều hơn nóng phần sau luôn. Nóng hơn nhiều luôn, mặt sau có tí xíu à. Và đang ấm ấm lên thôi. Nhưng mà mặt trước của chúng ta thì ối rồi ôi luôn. Đấy. Ao nhây, ao nhây, ao nhây, ao nhây. Ao nhây. Ui. Ê. Còn bắt rồi căng FS tụt xuống là 38 anh em nhé. Đây là một pha mà pin ghim map cũng như là bay vô. Các bạn thấy là FS cũng có tụt. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là sử dụng chiêu được. Mình vẫn có thể là xài chiêu 2, sau đó là xài chiêu 1. Vẫn combo đầy đủ anh em nhé. Thằng Yuka này khôn phết anh em ạ. Còn về cái mặt trải nghiệm, về cái mặt combo thì không, mình không hề thấy bị delay chiêu. Đây là một cái điều mà mình rất là bất ngờ. Bởi vì clip gần đây các bạn thấy là mình test trên cái con là Coco C40. Thì con đấy mới ra mắt 3 triệu nhưng mà khi mà chơi những con tướng cơ động như là Tulen thôi là mình đã không thể nào combo rồi. Bởi vì là kiểu như những cái combo lao vào chiêu 2, sau là chiêu 1 và chiêu cuối ấy, nó bị khực luôn và mình mất hẳn combo. Các bạn này xem lại clip đấy nhá. Còn con máy này chỉ có 900k thôi, nó gần 820, ra mắt 5 năm rồi. Và mình vẫn có thể combo ổn.
chỉ có là Lavo Combat thì với con tướng cơ động như này, mỗi game try hard như này á, thì nó tụt FS xuống có 30 mấy thôi, nhưng mà cũng không tụt xuống 20 mấy như con Boko C40 kia đâu nhá, chỉ tụt xuống đâu đấy là 38-39 này, khá là ổn mọi người ạ, mình thấy ổn thực sự luôn. Và chiêu mình vẫn xài được bình thường, trong đầu mình gọi là nảy ra số nào, chiêu nào là mình đều có thể combo được như thế, không hề bị delay. À, chuẩn bị có mắt căng à, mình thấy khá là đông team bạn này, các bạn thấy không, team map vẫn rất là ổn này. Ái chà, chuẩn bị có một pha lao vô, rất là căng. À, đấy rồi, combat rất là căng. Ủa, lần này căng quá, tụt số FS tận là 13 anh em ạ, căng phết luôn. 13. Ôi rồi ôi mọi người, đấy là combat cực kỳ căng mọi người nhá. Combat rất đông người. Và mình được hình như phải lấy được double kill hay triple kill nhỉ, mình quên mất tiêu rồi. Nói chung là khúc đấy chỉ để ý FS cho anh em thôi, thế là được rồi, anh em thấy được FS của em này được rồi. Nhưng mà anh em nên nhớ đây là trải nghiệm của một con máy chỉ có 900k mà thôi mọi người nhá. Trải nghiệm của một con máy chỉ có 900k mà thôi. Và đây là hàng loại B. Nếu như anh em mua hàng loại C nữa thì con này chỉ có 800k mà thôi anh em ạ. 800k mà cho anh em một cái sự trải nghiệm như thế này thì quá là tuyệt vời luôn. Chạy đâu. Ái chà. Ui, sợ quá. Ê, trời ơi, combat vẫn xài được chiêu. Tuy là FS có bị tụt nhưng mà mình vẫn xài được chiêu. Nói chung là trong đầu mình có cái ý đồ gì đấy để mà xài chiêu, để mà combo là mình đều có thể thực hiện được, không hề bị delay chiêu luôn. Đây là một cái điều mình rất là bất ngờ. Bình thường những con máy như này mà giá như thế này mà ra mắt lâu rồi là delay chiêu sấp mặt, nhưng em này là vẫn sử dụng chiêu tốt. Mình nghĩ là nếu như các bạn không chơi những con tướng quá try hard hay là quá cơ động, và các bạn chơi ở mức rank nó ổn ổn này, nó thấp thấp thôi, và các bạn để lại đồ họa hạ hồ hạ xuống một chút nữa, thì mình nghĩ là em này vẫn có thể chiến tốt mọi thứ luôn. Ok mọi người. Ái chà. À, combat siêu to luôn. Siêu. Ái chà. Được rồi anh em ơi. Ái chà. Ui, vẫn dài chiêu ổn, tuy là có tụt FS nhưng mà trời ơi, chiêu thức nó không hề bị delay một chút nào luôn. Ok luôn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị là win thôi anh em ạ. Trận đấu này cũng đâu đấy 13 phút rồi, tầm này win thì cũng ổn đấy. Tại vì mình cũng cho anh em xem được là cái nhiệt độ nó lên bao nhiêu rồi. Những thứ mà một thằng reviewer test game như mình muốn cho anh em thấy thì mình, anh em cũng đã thấy rồi. À, cho. Ui. Ok, cuối cùng cũng win game này mọi người nhá. Ok, nhiệt độ thì đã đo rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem về phần trăm pin sẽ như nào với viên pin 4000 mAh. Và đây, trận đấu 13 phút 44 giây, từ 76% pin. Chúng ta còn lại là 68% pin nha mọi người. Như vậy là hết 8% pin. 8% pin cho 13 phút, gần 14 phút chiến game. Ok, 13 phút 44 giây và chúng ta hết 8% pin nha mọi người nhá. Thì đây là một cái mức pin tiêu thụ nói chung khá là sâu. Và viên pin 4000 này thì nói chung là viên pin 4000 bây giờ điện thoại 4000 hay là 4500 thì nó vẫn còn tồn tại trên thị trường. Nhưng mà kiểu như là 4000 thời đấy thì chúng ta sẽ chưa được tối ưu hóa, sẽ vẫn chỉ là kiểu như là hệ điều hành trên nền Android 6 thôi. Cho nên là những tựa game bây giờ cập nhật đến cả cái mùa như bây giờ rồi thì có lẽ là cái việc tối ưu thì nó sẽ không được thể hiện tốt nhất có thể. Ok, cho nên là về dung lượng pin thì 4000 mAh cũng không phải là quá ít, cũng không phải là quá trâu, như một trận đấu thì hết hơi sâu mọi người nhá. Ok, và đây là tựa game PUBG Mobile. Mình cũng đang rất là tò mò không biết rằng là MG này thì setting sẽ được như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đồ họa này. Ở đây chúng ta sẽ có thể để được mượt và mức FS chỉ là 30 thôi nhá mọi người nhá. Đó, cao thôi nha anh em ơi. Ok, và khử đăng cưa mình để là 2x, đây là full đồ họa nhá. Đó, đây là cái setting đồ họa trong trận đấu này chứ. Đó, mượt, tốc độ hình là cao và khởi động cơ là 2x. Ok, để xem là MG này sẽ thể hiện như thế nào cho anh em. Chúng ta cùng nhau vào trận đấu luôn nhá. Ok, và đây là tựa game PUBG Mobile. Phần trăm pin chúng ta còn lại ở đây là 58% pin mọi người nhá. Và mình sẽ nhảy xuống luôn ở một cái khu vực nào đó. Đây đi, khu vực quen thuộc của mình đi.
Không hiểu sao mình rất là thích nhảy khu GrabGuard này. GrabGuard nhỉ. Và đây là cái trải nghiệm trên máy bay chúng ta đang nhảy dù xuống nhá. Đấy mọi người thấy không? Nói chung là cũng khá là ổn, không có khựng gì. Tuy nhiên thì nó sẽ giật giật một chút tại vì là chúng ta chỉ có 30 fps thôi mà. Và thậm chí mình còn cảm giác là nó không ào ào. À cái này tại mình bật cài đặt mọi người nhá. Mình bật cài đặt thì ào, khi mà nhảy xuống thì đồ họa cũng chưa kịp load và nhân vật của mình thì cũng đứng đơ như thế này. Đây là một cái hiện tượng gì đây? Chơi như kiểu Minecraft thế nhỉ? À bắt đầu là tôi hack xuyên tường nó chui xuống lòng đất. Ok mọi người. Khu này không biết có ai không nhưng mà mình loot đồ đã. Cũng khá là ổn này. Nói chung là 30 FPS thì như thế là đúng rồi. Nhưng mà một pha vài pha nó hơi khựng một chút. Nó chơi cái tầm máy này mà chơi PUBG mà nhảy dù từ trên xuống thì đuối đấy anh em ạ, đuối đấy. Chưa load nổi đồ họa mà nhân vật đã đi xuống map rồi. Cho nên các bạn đã thấy là một cái hiện tượng Minecraft đã xảy ra. Ok, và đây là những cái thao tác chúng ta loot đồ nhá. Rất là mượt luôn này. 900k, đây là cái trải nghiệm gaming của một con chỉ có 900k mọi người nhá. 900k mà thôi, anh em đã có thể là chơi được PUBG ở mức như này rồi. Mượt cũng như là 30 FPS. Ra mắt cách đây 5 năm, Snapdragon 820. Nhưng mà em này chỉ có một loa nên là mình nhìn trên bản đồ thôi, nhưng mình cũng nghe thì mình cũng chả xác định được ở đâu là ở đâu. À, tầm này mà các thanh niên combat. Ê, sau cái khúc mà các bạn có thể thấy rằng là hiện tại thì game của chúng ta giật hơn mới nãy cũng khá khá đấy. Các bạn thấy là khi mình bắt đầu mình chạy nhảy các thứ thì nó giật hơn mới nãy khá khá rồi. Thì mình nghĩ là cái phần lớn nhất khiến cái điều này xảy ra đó chính là khu vực này đã đông người lên. Chỉ có một lý do đó thôi. Khu vực này của chúng ta đã đông người lên, đã có những người cầm ốp các kiểu chạy qua đây rồi. Thì game của chúng ta nó sẽ không thể nào được mượt như mới ban đầu nữa. Đấy, nó giật này anh em này. Anh em có thể thấy nó giật nhá. Có người đông người xuất hiện ở đây thôi là em này đã có hiện tượng như thế rồi. Cái gì đây thằng boss này? Trời ơi, làm lộ vị trí rồi. Thằng boss này. Trời ơi. Thôi anh em ơi. Tại một thằng boss nữa gì đây? Ôi. Thằng nhìn ốp ra ngay đây nè. Trời ơi, nó bắn thằng boss đấy anh em ạ. Trời ơi, chết tôi rồi. Căng phết, không biết là đang ngồi ở đâu. Chắc là mình nghĩ là trên tầng nhà trên kia kìa. Mình nghĩ là chỉ có trên đấy thôi. Căng phết luôn anh em ơi. Hồi hộp thực sự. Mình sẽ quăng một trái ở đây đi để cho thanh niên nghĩ là mình đang ở đây. Và sau đấy mình chuồn. Chứ còn solo mấy thanh niên ốp nhắm thanh thế này thì mình toang mất. À, trước mặt mình lại có thính nữa. Ước gì là mình thấy được ốp luôn thì đỉnh. Ơi, có xe tới lấy luôn anh em ơi. Có xe tới lấy cái thính luôn. Bây giờ chắc là mình sẽ di chuyển vào giữa thôi. Mình không còn option nào cho mình rồi. À, còn bắn tới mình được nữa chứ. Căng phết luôn. Chuồn vào đây thôi mọi người ơi. Ai? Ui ôi. Khá đông anh em nhá. Nói chung là chơi PUBG thì cũng được, nhưng mà khu vực đấy mà xuất hiện hơi đông người thôi là anh em có thể thấy rằng là nó xảy ra hiện tượng giật lag rồi. Và ok. Mới đấy là 58% đúng không? Để xem là đối với bên pin 4000 mAh này thì đối với tựa game PUBG sẽ như thế nào nha. Đây là một trận đấu kéo dài 9 phút nha mọi người. Đối với 9 phút chiến game thì từ 58 chúng ta sẽ còn lại 53% pin. Như vậy là hết 5% pin cho 9 phút chiến game. Wow, cũng thấm ngang ngang với là Liên Quân thôi. Nói chung là chiếc máy này ra mắt cũng rất là lâu rồi, cách đây là 5-6 năm rồi. Cho nên là cái sự tối hóa cho những cái game phiên bản cập nhật bây giờ thì có thể nó cũng không có anh em ạ. Cho nên là viên pin 4000 nhưng mà nó khá là tốn nhá. Với cả đây là máy cũng đã qua sử dụng rồi. Ok, về phần nhiệt độ khi mà chơi PUBG chúng ta sẽ có những nhiệt độ như sau. Phần trên này vẫn là phần nóng nhất ở mặt sau này. Chúng ta sẽ có cái điện này. Cái gì đây? Tự nhiên vào TikTok cái này. Và đây, các bạn thấy là nhiệt độ của chúng ta. Nó sẽ là tầm 39 độ anh em nhé. Nó cũng khá là ổn ở phần mặt sau này. Còn phần mặt trước thì các bạn có thể thấy là nóng lên tới, ôi mình soi vô đây mà đã tới 47 độ rồi anh em ạ, 48 độ. Nhưng mà nó lại không nóng bằng khi chơi Liên Quân nhỉ. Không biết làm sao nữa. Có thể là mới vào game khi mà chạy game thì chiếc máy này sẽ nóng như thế, còn dần dần khi mà chơi lâu dài thì nó sẽ ổn định hơn chăng. Ok mọi người, và trong video ngày hôm nay mình cũng đã test cho anh em game trên con điện thoại chỉ có 900k mà thôi, có tên là G.
mã là G0215D. Em này chỉ có 900k thôi, và nếu như bạn mua cái hàng loại C nó chỉ có 800k thôi anh em ạ. Tầm đấy mà anh em cũng đã có thể chơi được PUBG này, cũng có thể chơi được Liên Quân rồi. Ra mắt lâu rồi thì quá là ổn đúng không? Rồi ok, và nếu như bạn nào chúng ta cần một chiếc điện thoại chống cháy, chơi Liên Quân cơ bản ở cái mức rank thấp cũng nhờ những con tướng không quá cơ động, thì mình nghĩ là chiếc máy này vẫn đáp ứng cho anh em tốt này. Đấy, chơi Liên Quân ổn định luôn. PUBG thì nói chung là hơi khó mọi người nhá, hơi khó từ cái PUBG. Bởi vì là các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ cần hơi có người xuất hiện ở vùng đấy thôi là đã khựng hơn nhiều rồi. Chứ không chỉ là combat đâu nha, combat nữa thì mình không biết là nó sẽ đến cái mức như thế nào. Cũng như là PUBG thì em này lốt không nổi. Tại vì là cái thời em này sinh ra hình như là chưa có PUBG luôn đó mọi người ạ. Hình như 2017 thì FIFA còn chưa ra mắt, nói chi là PUBG. FIFA mãi từ 2018 là đúng không? PUBG còn sau đấy nữa cơ. Cho nên là anh em ơi, em này sinh ra lúc đấy còn chưa có cả PUBG Mobile nữa. Thế thì các bạn cũng có thể thấy cái sự yếu nhất ở đây là khi mà load map thì xuống nhảy xuống dù rồi, chúng ta vẫn chưa thể nào load xong được cái map. Hơi đuối đúng không? Rồi, ok. Nhưng mà tất cả những điều trên chỉ với mức giá 900k thì quá là ổn rồi. Và trong mức giá đấy thì mình nghĩ là khó có em nào có thể là mang cho mọi người được cái trải nghiệm chơi game như thế này. Và nếu mà nào chúng ta chỉ có tầm 900k mà chúng ta muốn có điện thoại chơi được Liên Quân ở mức setting thấp này, với cả chơi những con tướng nó không quá là phức tạp, không quá là try hard hay là cơ động, thì vẫn có thể tốt mọi người nhá. Rồi, và link mua hàng của em này thì sẽ đến từ shop Thế Giới Đồ Nhật, link Shopee mình để ngay trong phần mô tả cho anh em, có 3 cái option ABC cho em có thể chọn nhá. Còn bây giờ, bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nha. Bye bye.